chút hơn nữa. Này nó hơn 2 ký rồi. Thì nãy bán chục ký vậy ta? Đúng. Cái bịch kia vô đây hả? Thì nãy chục ký chưa? Chưa. Cỡ 15 ký. Mày nói nhiêu ạ? Rồi cả 15 ký. Hello, xin chào tất cả các bạn đến với kênh Tòa của Thành nha. Thì hôm nay trên đường đi làm về mình ghé ngay vào một con kênh ven đường xem người ta giăng lưới bắt cá con. Thì cơn mưa hôm nay rất là lớn nên cá từ các cánh đồng đổ về đây rất là nhiều, nên người dân tranh thủ thời gian này giăng lưới cá để kiếm thêm thu nhập. Mời các bạn cùng theo dõi nha. Này nửa ký, hả? Gió ở đâu à? Gió tháo rồi. Quê này đáng luôn. Bắt đầu luôn nè. Thằng té luôn ha. Về lấy bọc thêm hết bọc. Nè chị thôi, chứ có nhiều cá dữ. Biển cần hiểu là bọc nó dùm té. Nè nè. Bọc nó chứ nè. Nè có sao thì lần nửa ký cho mình. Nửa ký. Mãi làm quậy bao giờ lên. Từ 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 mớ nhóc từ từ để ủng tao quậy lên nó mới đủ nha. À, đây qua đây. Đó, quậy thấy mẹ chút. Con hút cái này cái đỡ vô nè chút. Nhà lửa. Thôi còn đang tỉnh ra đi lên mà mày ăn chi? Còn tỉnh đi lên á. Mày quậy bị vớt rác ra phụ là cá nó không ngợp. Ngợp những đưa lên đây hết rồi còn. Vậy. Đang tỉnh từ từ cá vô nó vô đây nó bị ngợp rồi từ từ nó tỉnh nó mới cho nó y như nó mất không khí nó rồi hiểu không? Từ từ mày quay tốt mày lên mạng mà mày to mà nó chết nữa. Nó còn nhiêu ký à? Không nữa. 20 ký một ký. Ký ký 150 ngàn bà mua nhiêu? 150 ký. Bà mua ký đây tôi bán bà rẻ 150. Tôi bán bà rẻ 150. À, không có tầm tư, không có, không ai tầm tư, có tôi tầm tư. Dung mới chạy về bán nó tầm tư. Rồi, tầm tư đâu, tầm tư. Bán đi, có người gửi bán trong phần 20. Vậy là tới đây á. Ồ, nó quay nó đục nè, nhìn mê chết không? Này, con ký mấy à? Con ký mấy? Con trong đó. Ký à. Này ký nè, bà vô bà xe, giao cho bà xem, chạy nửa ký không? Ngốc gì đâu, nghe chóc luôn à. Cầm giọng đi. Nửa ký nữa, cho mấy ký nữa không? Ừ. Cầm rử. Kỳ trước quả là nhiều lắm á, kỳ trước quả chưa 1 ký. Thì cái lấy là 3 ký á. Ừ. Nhưng nữa mới đủ. Đang chạy đi hết trên này. Ừ. Đọc một trời. Giờ đang động ở trên kia mà. Quá đọc vậy, bây giờ nó dừng lại trong vòng 1 ký nữa. Được 20 phút bao nhiêu mà nó chạy nữa. Phải là chút hơn nữa. Này nó hơn 2 ký rồi. Thì nãy bán chục ký vậy ta? Nếu cái bịch kia vô đây hả? Thì nãy chục ký chưa? Chưa. Cỡ 15 ký. Mày nói nhiêu ạ? Rồi cả 15 ký. Mày á. Chưa. Mí nữa. Không có, mà tôi hỏi mày á, mày nhiêu? Nè, bỏ lên căng đàng hoàng. Nè, lát vô lấy. Dư gì hả? Rồi. Dư miếng từ hao nước. Đi ra nha. Từ hao nước. Chạy giao đem ký đi, còn ký đi. Đi 2 ký đi. Có liền giờ nè. Nó đâu à, không biết. Cũng mẹ giờ nó lắc quá trời còn. Bây giờ thấy nó ngừng chạy nè. Quá trời sức còn đó. Nó chạy. Từ từ tỉnh bò lên. Nè, bả 2 ký. Chạy cá lên đây. Đụng đổ vô đi. Rồi, ký cầm mẹ trả đi chỗ ký. Lên tỉnh mà xin ổng mớ mà xin bả mớ bọc nữa. Cái này là tới tối luôn còn chạy á. Tới tối luôn còn chạy. Ừ. Ngày ai biết chuyện bán mà nội. Ra tôi ra ngoài rải tôi bán cá cho má tôi hay bán rau cho anh hai tôi cũng vậy à, bán con nhiêu đó là nhiêu đó. Có không kéo hết tôi đi về đi bệt mày. Thấy không, nó mấy nhỏ rồi bỏ lên, bỏ ra mà ram. Thấy cá không? Hả? Quay thấy cá không? Thấy chứ. Ô cá dữ vậy trời. Rồi đủ rồi. Trời ơi, với ruộng mà có dư miếng cũng có sao đâu mà. Bị ta bỏ cho bà thêm ba con rồi bà thêm trái cơm. Biết gì hết. Đi ba con thêm trái cơm. Ít hơn nãy rồi. 100 gram nè. Con mua nhiêu? Để điện mèo con. Tôi bỏ nhiêu tôi mua nhiêu. Chặn trời, căng bá mấy 100 gram. Chặn 300 gram.
380. Trời ơi, con căng không có dư luôn phải không? Dư rồi. Nhẹ nó không xuống. Dư mà. Cái đó nhiều rồi, 45 ngàn nè. Con căng dư luôn à. Làm ký luôn rồi, ký luôn rồi. Cái này ta dặn, xin cảm ơn tất cả các bạn đã chú ý theo dõi nha. Hẹn gặp lại ở những video tiếp theo. Nhiều. Rồi nó ký rồi. Rồi căng ký rồi. Rồi căng.